Anh em có thể nhìn thấy đây, cái kính mà sau nhiều năm đi sử dụng ấy mà anh em không biết nha, anh em lấy cái tẩy ố anh em mua trên mạng về đây. Nên các bác rất quảng cáo rất là nói trên video hoặc các bác quảng cáo trên mạng rất là tốt, nhưng mà đây khi mà mua các bác mua về thì lại không hướng dẫn người sử dụng, thì mua về tẩy cái này và nó sẽ trắng dã ra như này cho anh em này đấy. Nên là cái sau này cái chi phí đi xử lý lại rất là mệt và rất là mất tiền cho chủ xe của bác. Đây các bác có thể thấy đây, sau khi mà tẩy ố xong này nó sẽ bị trắng chân, cái kính nó bị xước rồi mà tẩy ố xong nó bị mờ đi này, nghè hết này. Đấy các bác nhìn từ trong ra thì bác nhìn thấy không ạ, ố và hỏng hết cái kính phần kính lái của mình. Đấy cái sau này cái chi phí xử lý của mình rất là đắt và cao đấy. Nên các bác đừng có mua những cái hóa chất ở trên mạng về nha, mà đến mà không biết sử dụng ấy, thì các bác sẽ bị như này. Còn nếu các bác nào biết sử dụng thì rất là ok luôn. Nên là đây, nếu như mà các bác mà thấy bị cái tình trạng kính mà bị ố mốc như này nhá, thì hãy chạy qua bên em để em xử lý cho các bác, thì các bác sẽ không mất lại cái tiền đánh bóng kính này nữa. Đấy, và cái chi phí xử lý này nó chỉ có vài trăm nghìn thôi. Còn nếu như các bác mua cái tẩy ố về bác tẩy như này rồi nó đã cháy kính như này thì cái chi phí xử lý rất là cao. Đấy, còn các bác biết ở đâu ạ? Auto 365 Thái Nguyên, Agala Thái Nguyên chuyên xử lý chăm sóc lại xe cho các bác. Cảm ơn các bác.